ra thì mình nhìn kỹ thì cái đôi mắt rất là hung dữ. Đúng rồi. Giống như là đang ngoàm một cái con cá hoặc là đang gọi xuống một cái dòng sông cái gì đó không ha. Thì đây là một cái điều mà tâm linh tín ngưỡng của người dân miền Tây mà rất là lâu đời rồi. Những cái chiếc ghe lớn thì họ vẽ để mang một cái ý nghĩa như vậy. Con chào cô nha. Ở đây có hai loại phong, một là bún thịt nướng. Đúng rồi, bún bánh mì. Bún bánh mì, hai là bún riêu cua. Rồi, con ăn gì? Một phần anh ăn 15. Khi nào cô lấy tô? Khi nào cô muốn lấy à. Hình ảnh mà cô bác quý anh chị thấy đó là đang giao thương với nhau để mua dừa phải không? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay quay trở lại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Thì Bùi Hồ sẽ cùng với lại chú Ba Đò sẽ đi một lần nữa tham quan lại khu chợ nổi và xóm người nghèo ở xóm Linh Đên ở trên thành phố Long Xuyên này. Con chào chú Ba nha. Dạ. À, bây giờ mấy chú cháu mình đi hả? À, cái thời gian đây đó mình chạy khoảng bao nhiêu phút chú ba? 20 phút mà, và mình chạy máy mà lực lớn chạy lẹ lắm. Dạ. Rồi đó mình quay chừng nào thoải mái thì mình vô. Chú ba làm cái nghề này bao nhiêu lâu rồi? Chú ba làm năm nay là trên 20 năm nè. Chỉ chở khách đi tham quan thôi hay rồi. Sao? Rồi chú chở khách đi tham quan chợ nổi Long Xuyên. Dạ. Rồi. Thường gọi là chú Ba Đò á. Dạ. Đây là cái máy che mưa. Chú ba đang lái đưa tụi mình đi nè. Chú ba ơi, 200.000 đồng một chuyến hay là một người? Hai một chuyến vậy. À, đó. Cho mọi người biết là ví dụ như mình đi 10 người thì chỉ người có 20.000. Đúng rồi. Rồi đi mà thấy mình chia sẻ, con cháu bo thêm gì chút cảm ơn. 25 năm rồi. Giờ này chú ba là 59 tuổi. Đây là chợ nổi Long Xuyên, thường chở khách du lịch đi chợ nổi Long Xuyên. Thường gọi là chú Ba Đò đó. Chú có thể giới thiệu sơ về cái chợ nổi này cho tụi con nghe không? Chợ nổi Long Xuyên này đó là thường là có bán trái cây, dừa tư, khoai lang, khoai ngọt, củ sắn, chuối và bán đồ ăn thức uống là cơm tấm, trứng cá, trứng thịt xào. Có xóm hộ nghèo ở Long Xuyên là chợ nổi Long Xuyên chưa được giải quyết triệt để ở sông nước. Còn ở trong nước. Ở cái xóm chợ nổi đó, xóm mà xóm bè á, xóm nghèo á. Ừ, đúng rồi. Là dân ở đâu? Dân ở Campuchia gì à? Dân ở biên giới Campuchia gì à? Dạ. Tạm trú. Chợ nổi Long Xuyên. Biết lắm rồi nha. Rồi. Chúng nữa mình ghé ăn gì mình không vắng cái cô, bị gì chú chở khách đi không vắng hoài à. Dạ. Mà ngày xưa thì chú chèo không à. Hiện nay là như là hiện tại rồi. Chạy bằng máy tự động. Chú ba đã được chạy là 25 năm. Đủ sống không chú? Sống gì nó cũng bắt đổi qua ngày vậy thôi. Đối với mọi người thì thật ra thì chợ nổi Long Xuyên thì không có nhiều người biết đến. Tại vì thường thì đây là một cái nơi để mà trao đổi hàng hóa không? Đây là trao đổi hàng hóa. Chứ không có khai thác du lịch giống như là chợ nổi Cái Răng. Về thời gian tồn tại thì cũng lâu đời lắm hay chú ha? Lâu đời. Dạ. Cái chợ nổi Long Xuyên này nó có từ lúc mà trên 30 năm. Dạ. Trước thường nghĩa là 30 năm rồi lúc thời chú còn cách em. Bây giờ là chú đã có gia đình rồi, là có chợ nổi rồi, năm nay là 59 tuổi rồi. Trên 30 năm chợ nổi Long Xuyên. Và nó bán trao đổi hàng quá. Lý do tại sao lại trao đổi ở trên sông mà không có cập vào những cái bến tàu, bến cảng đồ chú? Bởi vì không có cho phép được, cái chợ nổi Long Xuyên không có cho phép để cập vô bến cảng được. Bởi vì cái để nổi, chợ nổi là nó nằm tại dưới sông, giữa cầu, trao đổi hàng hóa những người mua á thì phải đi thuyền ra ngoài xa, ra chợ nổi mua. Yeah. Hôm nay sao? Em thấy sao? Là đi chợ nổi á. Nhưng mà thật ra thì em đi chợ nổi này nó sẽ hấp dẫn hơn là chợ nổi ở Cần Thơ. Dài hơn, Cần Thơ à. Dài hơn. Dài nó ấy hơn, nó phong phú hơn. Dạ. Còn chợ nổi Cần Thơ thì nó ngắn hơn. Có nhờ chú Ba Đò quay trở lại cái nơi mà chị đó đang bán bún cá với lại cà phê. Thì hai anh em sẽ uống một ly trà đường ở trên sông nha cô bác quý anh chị.
Nói chung là nhìn cái cảnh này rất là hào hứng luôn. Ai chưa đi chợ nổi thì một lần ghé qua đây để xem biết về một cái chợ nổi trên 30 năm của Long Xuyên, tỉnh An Giang. Chú ăn bún rồi ha. Này là mình bán cái gì vậy cô? Bún cá anh ơi. Bún cá hả? Dạ không sao. Cô làm cho chú ba một cái tô bún đặc biệt đi nha. Một tô bún là giá bao nhiêu tiền chị? À, điều đặc biệt ở đây không biết là gì không? Nhà cô dở một cái nồi súp ra. Chị dở nồi súp ra, thấy nước nó chồng chền nhìn ghê lắm. Ví dụ như mình chèo xuồng cái xà lan đi ngang qua nên nó dập gì dập gì. Nó tạt rồi cô. Nó không có dễ có gì vậy. Chị làm nghề này bao nhiêu năm rồi? Cũng lâu rồi anh. Thấy vui không chị? Được. Bán thì vui, còn không bán thì không buồn. Hôm nay mưa vẫn đi bán rồi không? Dạ, hôm mưa quá. Hôm nay chị bán từ hôm nay chị bán từ mấy giờ? Bán 5:30. Đó là hồi mua. Nó chào bảo luôn rồi chứ. Có kệ bán bán cái này coi yếu mình cung đó không bán đâu mà vậy. Em dễ không nè. Bao nhiêu tô này bao nhiêu ạ? 20.000. Chú ba con mời chú ba nha, tụi con mời chú ba. Nó mổ luôn nè. Đó, mổ cái bún này có cá nè. Cá lóc của miền Tây á. Miền Tây cá lóc là nấu để bún cá rất là ngon, là chợ nổi Long Xuyên. À, cô bác cái vị nào có tham gia chương trình để ăn bún cá chợ nổi Long Xuyên thì cô bác để coi clip này để bóng dáng để được cô bác để đi ra khám phá chợ nổi Long Xuyên. À, có bún cá là rất là ngon. Nhưng mà ăn như vậy á, cái cô bán bún còn đi rồi thì chú ba làm sao mà chú ba đưa lại tô? Mà một lát nữa mình chạy vòng vòng, người bán bún cá để tự động lại lấy tô. Đó. Ở đây là có cô bán cà phê. Dạ. Đó, rất là ngon cà phê miền Tây, bán cho dân địa phương ở đây nhiêu là bán cho người khách du lịch nhiêu. Không có mắc như chỗ khác. Cho em 2 ly cà phê và 1 ly trà đường hay chị gái? À. Anh uống trà đường hay em cà phê anh Hồ? Anh uống trà đường đi. 2 cà phê 1 trà đường. Đây cô này bán cà phê trên 10 trên ấy cỡ này có 20 năm mà phải không chị? 27 năm. Đấy, lớn lớn rồi chị, không lớn rồi chị. Hả? Cô bán cà phê này bao nhiêu lâu cô? 27 năm rồi. À, cô nay hiện nay có chồng được mấy đứa con rồi? Sao cứ nói tự nhiên đâu có phải chứ. Anh hỏi nhiều á, lần quay tôi đưa lên lên đài á, người ta nghe hết rồi sao? Vậy là cô chưa có chồng tới giờ luôn phải không? Bán cà phê ở dưới sông đang ở dưới sông rất ế là ế hôn nhân lắm. Ở dưới sông cho nó thích ở dưới sông nên không có gia đình hả? Vâng. À, tiền ở đây giá tiền mỗi ly cà phê mình bán cho người dân thường là bao nhiêu, bình thường là bao nhiêu tiền chị? 7.000. Nồi nước sôi đó không? Có miếng cước không chị? Dạ, có miệng cái gì ăn lấy cái miếng cước. Ok. Ở đây thì đầy đủ dụng cụ đâu có thiếu gì trên này hả chị hả? Đúng rồi. Xe nước của chị là bán những món như chị? Nước bún nè. Cái kia của mình nè. Sao? Đúng rồi, bán những chị loại bán nước những gì? Món gì? Cà phê nè. Cà phê, sữa đậu nành hay trái cây, đậu xế, chanh muối hay là nước ngọt hay gì đó, cá me, cũng nhiều thứ. Chị thường bán từ mấy giờ? Đi cà phê anh là chị 4 giờ đã đi rồi. Tới đây thấy là 4 giờ rồi. Tại sao chị không bán ở trên bờ mà lại bán ở trên chợ này? Nhưng mà bán ở đây vui hơn hay chị hả?
cà phê một ly trà đường là bao nhiêu? 21 ngàn. Mà sao chị bớt ngang rồi? Đúng rồi. Vì sao vậy? Tới ngàn lẻ. Tại vì không có ngàn lẻ thôi, thằng em nó cầm có 20 ngàn, nó thôi lấy 20 ngàn đi. Đưa chị ngàn lẻ luôn. À, Phong, chị cho một xô nữa, có xô nước đá lớn luôn. Để tặng Dạ. Tặng trà luôn. Ừ. Thôi tạm biệt chị nha. Với xô nước mình là vậy đó. Cái này là cái móc là chị tự thiết kế để đúng nẹp rồi. Lại. Đúng chị rồi. Một ngày thu nhập của chị là từ cái xuồng cà phê, xuồng bán nước như thế này để cho người ta uống là bao nhiêu tiền, bao nhiêu lợi nhuận á? Thôi lại ít quá anh nói chị. Nói chung là thì bữa nào mà có bạn hàng hay có anh em mà tiếp thì kiếm bữa chừng 100 ngoài 200 ngàn là dữ lắm rồi. Bây giờ tại cái thu nhập ít lắm. Tại sao giờ? Tại vì mình thích ở dưới sông quá rồi, làm như nghĩ cũng hơi buồn, cũng tính kiếm cũng lên bờ đó. Nhưng mà tại mình gắn liền ở dưới sông này cũng như là nó không sao đâu, nó cảm ơn mình quá rồi. Không có nghĩ dù ít thu nhập đó. Tụi con chào chú nha. Sau khi mà tụi mình chia tay với lại chị bán cà phê thì lại gặp cái chú kia đang bán những cái rau cải để ăn cơm phương tiện dưới sông để ăn. Dạ. Chào chị nha. Cái người miền Tây thấy thân thuộc hay không ha? Gần gũi, khó chịu. Về chợ nổi này á thì cái phạm vi mà độ rộng á thì nó không nhiều, nhưng mà về cái chiều dài á thì nó rất là dài. Từ cái bến phà Ô Môi ở đằng kia thì anh em mình chạy xuống 20 phút mới tới. Hồi xưa thì không có biết là khái niệm là ghe bèo như thế nào, nhưng mà sau này mới biết rằng là mỗi chiếc ghe bán một mặt hàng thì sẽ móc một cái mặt hàng ở phía trên. Giống như cái xuồng bên kia sẽ móc một cái sản phẩm như bán dưa hấu thì móc cái dưa hấu lên. Người ta sẽ gọi là cái bèo. Đây nè, bán dừa nè Phong. Bán dừa thì để quả dừa ở trên. Cô này bán cá hả? Lúc nãy mình mới gặp đấy. Thấy anh này lái hay ghê không? Lửa đốt thì nó không có. Nó không nóng quá lên. Không. Ghe này dưa hấu. Em biết tại sao có xuồng nhỏ như thế này không? Sao vậy? Để người ta tiện đi vô bờ hả? Có nghĩa là người ta muốn lên bờ thì người ta chỉ cần bơi vô cái mé kia người ta lên thôi. Hình ảnh mà cô bác quý anh chị thấy đó là đang giao thương với nhau để mua dừa phải không? Không hiểu cái từ bạn hàng không? Dạ không ạ. Bạn hàng thật sự ra là ở miền Tây ngày xưa cái từ bạn hàng là rất là thân thuộc. Họ buôn bán với nhau, những người mà buôn bán như với nhau như là bạn vậy đó. Rồi sau khi bán họ có thể ăn nhậu đồ kia nên người ta gọi là bạn hàng. Chứ không có vụ mà tranh đua hay cạnh tranh gì hết. Sau một thời gian được chú ba chở hơn 20 phút thì tụi mình đến cái nơi sầm khuất nhất của chợ nổi Long Xuyên. Thì cái nơi này là nơi tập trung nhiều ghe cầm bẹo để mà giao thương hàng hóa với nhau. Bên đây thì tất cả các bạn này đang đi du lịch tham quan. Cô này là bán nước, bán cà phê. Chút nữa đây, chút nữa cô. Giờ mới thấy được là những chiếc bèo chăn dịch ở trên mỗi chiếc ghe. Em thấy nó có một cái nét gì đó rất là riêng đúng không? Đúng rồi. Vẫn còn giữ cái nét đậm chất ở miền Tây luôn. Cái đó cụ sắn đúng không? Cụ sắn. Ừ. Còn cái này, cái đen đen này là gì ta? Lại gần lời mới thấy. Thôi bắp. Bắp hả? Không phải. Quả gì chẳng vui á. Hình như là bắp đúng không? Khoai lang, khoai ngọt. Khoai ngọt. Xa kia là gì Phong? Sáng nước. Ờ. Nó vô ghe này nè, nó bán khoai ngọt là của khoai ngọt không gì
em thấy ở đây nó giống như là một cái ở Sài Gòn thì nó có một những cái khu nhà đúng không? Yeah. Buôn bán riêng biệt thì ở đây người ta lại neo với nhau, ở với nhau, chiều thì người ta có thể lên đây người ta bầu bạn, người ta nói chuyện nhau không? Đó, theo một chùm khoảng một chòm ghe thì khoảng 3 đến 4 ghe hoặc là nhiều nhất là 5 ghe. Như bên đây thì chúng ta thấy được 3 ghe nè. Đó, ở đằng sau thì được 5 ghe. Ở đằng kia nhiều hơn. Anh em mình may mắn là được đi chợ nổi vào ngay mùa nước nổi luôn. Nên cái nước bạc á, nước ở dưới này nè, nó có phù sa mà nhìn cái cảnh mà lên hình nó đẹp hơn. Nó thì bán cá. Này đang bán cân vây ngọt để bán nè. Cái điều nữa, mọi người để ý trước mỗi chiếc ghe, mỗi chiếc xuồng đều có hình một con chim. Mà có lúc có người thì nói đây là con chim gì ta? Chim gì? Con diều hâu hả? Diều hâu, con diều hâu. Ừ. Có người thì nói là một khuôn mặt trở linh gọi là bà cậu. Nhưng mà thật ra thì mình nhìn kỹ thì cái đôi mắt rất là hung dữ. Giống như là đang ngoàm một cái con cá hoặc là đang gọi xuống một cái dòng sông cái gì đó không ha. Thì đây là một cái điều mà tâm linh tín ngưỡng của người dân miền Tây mà rất là lâu đời rồi. Những cái chiếc ghe lớn thì họ vẽ để mang một cái ý nghĩa như vậy. Và lúc sáng thì Bùi Hồ với lại Phong Bụi cũng bị mất một cơn mưa rất là lớn. Cứ nghĩ là chợ nổi sáng nay sẽ hoạt động không sôi nổi như những lần trước. Nhưng mà dù có trận mưa lớn như cỡ nào đi nữa thì một hoạt động buôn bán của người dân ở trên chợ nổi Long Xuyên này vẫn diễn ra tấp nập và không kém phần nhộn nhịp khi mà mình gặp lại những cái người mà cô bác anh chị đã từng bán trước đây lúc mà đi một lần như thế này. Con chào cô nha. Cái cảnh mà đây được gọi là chèo, còn bình thường thì ngồi xuống thì gọi là bơi, và chèo này thì rất là khó hơn, rất là khó bẻ lái hơn so với ngồi bơi đó không? Bún riêu cua hả cô? À sao xuồng? Hình như ở đây có hai loại phong, một là bún thịt nướng, đúng rồi, bún bánh mì, bún bánh mì, hai là bún riêu cua. Rồi con ăn gì? Một phần anh ăn gì anh Hồn? Chắc anh ăn bún riêu cua. Rồi ăn bún riêu cua. Vừa bán mà vừa mặc áo mưa nhìn thương ghê. Vì chứ trời mưa mà. Dạ. Cô chắc năm nay cũng lớn rồi hả cô? Lớn tuổi hả cô? Gần 60 rồi. Tết là 60 tuổi đó. Dạ. Cô bán bao nhiêu năm rồi? 30 năm rồi. Ở đây gần có thâm niên hết rồi không? Cô cho tụi cháu biết á, một tô bún vậy là bao nhiêu tiền? 15.000 hả? Ồ, rồi vậy thì sao cô lời? Cô lời khoảng bao nhiêu tiền? Mắm ruốc không? Con ăn luôn. Một tô mắm ruốc, một tô không nha. 15.000 vậy thì cô lời khoảng bao nhiêu tiền cô? Cũng không biết nữa. Theo trung bình thì là một ngày lời 100 ngàn. 100 ngàn mà cô bán bao nhiêu tô? Ồ, con giữ con chụp tấm hình nè. Một cô này có 15 ngàn à. Quá trời luôn, rẻ luôn. Nóng. Để đây luôn. Hai ăn gì không? Cái em nó nãy kêu cá luộc con cá lên cho em quay cái này nè. Cá ăn được không? Ở đây thì có đầy đủ hết nha Phong. Ở đây có khoanh giò nè. 15 ngàn hả? Móng. Tàu hủ, một miếng thịt. Với lại cua. Cua này là cua đồng hả cô hả? Cua này là cô lấy, cô về cô đâm hay sao? Đâm. Không phải là mà mình đâm nhưng mà mình mua 3 kêu người ta bắt ra xay liền. Dạ. Anh cho mọi người coi cái khoanh giò đi. Cầm lên, cầm dở lên. Đây. Cái này là cái móng.
móng giò. À, móng giò heo. Móng giò heo. Dạ. Quá trời luôn. Cô mỗi ngày bán nhiêu tô cô? Cô cũng không biết nữa. Ấy. Bao nhiêu ký bún thì biết. Ờ à, bao nhiêu ký bún cô? Đắt bao nhiêu lấy nhiêu. Ờ. Vậy thì bán đắt ra thì 700 ký. Thay mặt lại coi. Đây. Ủa sao cô không nói chồng cô chèo cho cô bán? Cô không có chồng. À. Chồng cô chết ở lâu dưới, rồi. Ở dưới nước không, không, không. Dưới nước ế lắm coi. Thấy vậy? Chứ cô bán cà phê nãy cũng ở dưới nước ế. Chồng cô chết 30 mấy năm rồi. 15. Khi nào cô lấy tô? Khi nào cô muốn lấy lấy à. Ờ. Sao biết được tô của mình? Ủa dưới này là một chục là mấy trái chú? Chục 12. 12 hả? Đây là mình vừa ở Bến Tre lên đây vậy chú? Sóc Trăng. Sóc Trăng hả chú? Bây giờ mình chở lên bờ bán. Dạ chào cô bác quý anh chị, thì sau một thời gian hai anh em đi tham quan chợ nổi Long Xuyên thì tiếp tục hành trình, hai anh em sẽ quay về nơi làng bè, nơi những cái người dân mà từ Việt Kiều Campuchia hồi hương trở về sống trên một lên đên trên sông ở khí khu vực chợ nổi Long Xuyên này.